Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với một cái series video. Và trước đây thì mình cũng đã bỏ bê một thời gian anh em ạ. Thì ngày trước là do cái việc cày vàng, và bây giờ cũng thế, cho việc cày vàng mà cày đội hình rất là khó khăn. Thì cái series xây dựng đội hình và trải nghiệm đội hình trong đường Beat Soccer của mình đã có thể gián đoạn một thời gian. Nhưng hôm nay thì mình sẽ cố gắng là tạo ra những cái app ngon nhất này, tạo ra những cái đội hình mới lạ để có thể review cho anh em trên kênh này. Thì hôm nay sẽ là một đội hình đội một đội tuyển quốc gia được coi là đội tuyển quốc gia bóng đá số 1 trên thế giới tính từ ngày xưa đến giờ, với rất là nhiều các chức vô địch của Champions League và đào tạo ra rất là nhiều các ngôi sao của bóng đá thế giới cũng như các huyền thoại. Đó là đội tuyển quốc gia Brazil. Đây là đội tuyển bóng đá ở Bắc Mỹ, ở Nam Mỹ, và Brazil thì luôn là một đối thủ đáng gờm ở trong những giải đấu mà họ thi đấu. Ok, thì Brazil thì là một cái đội hình mà chưa bao giờ là hết hot cả. Và anh em nào mà có nhu cầu muốn mua bán và cày vàng hay là tạo đội hình theo ý muốn trong đội Mixed Soccer 2020 thì anh em liên hệ ngay với Zalo của mình. Zalo mình của mình sẽ để ở dưới cái phần dưới phần video đấy. Anh em chỉ cần lên Zalo, anh em copy cái số điện thoại đó vào và anh em tìm kiếm bằng số điện thoại đó thì sẽ ra kênh của mình. Thì mình sẽ nhận tất cả các dịch vụ về đấu soccer 2020 nhá. Và những cái ngoài ra thì mình sẽ giải đáp trên cái group của mình. Anh em thắc mắc gì anh em mình chưa trả lời được ở trên kênh thì anh em có thể liên hệ anh em vào cái group của mình, nghĩa là cái nhóm á, Dream League Soccer 2020 giao lưu học hỏi. Đấy, anh em sẽ vào đấy và anh em đặt câu hỏi cho các AD và các AD sẽ trả lời hết cho anh em. Cái link mình sẽ để phần mô tả nhá. Anh em click vào đấy và đăng nhập vào nhóm cho mình. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái đội hình hôm nay. Đó là đội tuyển quốc gia Brazil. Như anh em đã biết thì Brazil ở các thời đại, các năm thì cũng không thiếu những siêu sao. Và mùa này cũng thế. Thì chúng ta sẽ kể đến với đội hình mình sẽ do sẽ đến với đội hình của Brazil nhà mày nhá. Bây mình sẽ xếp những cầu thủ nào mà không phải của Brazil mình sẽ để xuống cuối đi. Những cầu thủ nào không phải của Brazil mình sẽ để xuống cuối. Mình sẽ để hết xuống cuối này, những cầu thủ nào của Brazil thì mình sẽ để lên trên. Ok, rồi anh em nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ review với từng vị trí đầu tiên nhé. Đầu tiên sẽ là thủ thành Alisson Becker. Đây là thủ thành số 1 của đội tuyển quốc gia Brazil và cũng là một thủ thành số 1 của câu lạc bộ Liverpool hiện tại. Và đương nhiên rồi, bây giờ anh đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Tiếp theo bộ đôi trung vệ sẽ là David Luiz và Marquinhos. Đó. Tiếp theo thì hai bên cánh sẽ để ra Marcelo và Alexandro. Thì đây là cái bộ tứ hậu vệ theo mình sắp xếp theo cái sự sở thích của mình thôi. Còn nếu anh em nào muốn mua ảo này thì anh em cũng có thể liên hệ với mình. Thì anh em sẽ sắp xếp được theo ý của anh em luôn. Tiếp theo bộ tứ hậu vệ thì mình sẽ để hai tiền vệ đánh chặn, hai tiền vệ trung tâm luôn, đó là Fabinho và Casemiro. Đây là hai nhân tố cũng không thể thiếu trong đội hình của hai câu lạc bộ Liverpool và Real Madrid. Ok. Tiếp theo bên cánh phải mình sẽ để là William và Fred. Fred đang thi đấu rất là năng nổ trong màu áo của MU. Tiền đạo thì mình sẽ ưu tiên tiền đạo là tiền đạo số 1 của Brazil hiện tại, đó là Neymar. Và một cái bên trái cạnh đó là Gabriel Jesus, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Manchester City. Đấy là những cái tên ở đội hình chính, có những cái tên đội hình dự bị thì cũng có rất là nhiều các ngôi sao như thủ thành này, Ederson này, hay là đây là Bernat này, Danilo, thủ quân David Silva này, nhưng mà mình rất tiếc vừa nãy mình đã đá thì đỏ mất. Tiền đạo Firmino, Arthur Melo này, Richarlison, Messi không tính nha. Hay là đây là Neres đang thi đấu cho Ajax này, Ederson, Lucas này, Douglas Costa, Alex Telles. Còn đây là những cái thuộc cầu thủ mình thêm vào cho nó hay anh em ạ. Ví dụ là Mbappe này, Ibra và Ronaldo. Đó. Hay là đây nữa, Messi nữa. Ok, như vậy mình đã review qua được cái đội hình này rồi. Thì anh em nào muốn mua ạc này thì anh em có thể liên hệ ngay với mình nhá. Thì mình sẽ bán cho anh em ạc này. Nâng cấp full tất cả rồi. Full tất cả và có rất là nhiều các cầu thủ của một đội tuyển Brazil rồi. Ok. Ngoài ra còn số tiền vàng, số tiền thừa này mình tặng anh em nốt anh em nhé. Nếu anh em nào muốn mua thì liên hệ mình. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ
vào một phần đá online để chúng ta test được sức mạnh của đội hình này anh em nhé. Hiện tại thì đội hình này đang ở Division 19, trên đá online 19. Nên là bây giờ mình sẽ vào trận để có thể đặt chiếu trận đấu đá online để cho anh em xem. Ok, đối thủ của mình sẽ là một đối thủ khá là yếu. Hiện tại thì việc cày vàng và cày vàng trong đấu sắp cầu 2020 thì nó rất là khó anh em ạ. Cho nên là giá cả nó cũng hơi cao một chút, nên là anh em nào có thiện chí thì IB với mình thôi. Còn anh em nào mà không đủ kinh tế thì anh em có thể là tích cóp sau anh em ạ. Không lúc nào mà vào anh em lại bảo là đắt quá không mua được, xong lại nói chung là mất việc lắm. Đấy, còn bạn nào mà thực sự đam mê thì mình cũng có thể tặng cho các bạn. À đúng rồi. Thì kênh của mình sẽ kênh này nếu mà lên 5.000 sub á thì mình sẽ tặng cho anh em mình sẽ làm 5 cái ảnh, mình tặng cho 5 bạn may mắn nhất. Đấy thì cho nên là anh em xem được video này thì anh em hãy vào ủng hộ cho mình để mình sớm đạt 5 ca sub thì mình sẽ làm những event tặng ảnh rất là nhiều ảnh ngon, ảnh theo yêu cầu cho anh em. Ok, 2-0 rồi. Kênh Cutie Madrid cũng vậy, nếu mà anh em ủng hộ trên cả hai kênh này, kênh Cutie Madrid mà được 30.000 subscribe thì mình cũng tặng ảo cho anh em, hoặc là cày vàng theo ý muốn cho anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi nốt trận đấu nghe. Đối thủ nó khá là yếu nên là đá có vẻ là hơi chán anh em ạ. Đấy, ghi bàn rất là dễ dàng luôn. Có lẽ là với đối thủ này thì mình sẽ ghi bàn từ xa nhé. Như vậy thì 3 thắng đều được ghi cho Neymar. Đầu tiên ghi bằng cầu thủ Neymar. Bây giờ thì mình ghi bàn bình thường nó dễ quá rồi, bây giờ thì mình sẽ chơi bằng những pha sút xa đi. Chọn đẹp mắt anh em ạ. Chọn khe này. Nhưng mà không kịp rồi. Nếu anh em mà muốn mình làm về chủ đề nào á thì anh em hãy comment bên dưới nhá. Thì mình kênh này thì mình cũng muốn đa dạng hóa các thể loại để cho anh em có thể là chúng ta có thể thích thú khi xem kênh của mình. Thì ok, anh em cứ comment bên dưới thì mình sẽ tiếp nhận hết. Và còn cái phần nào mình chưa giải đáp được thì anh em có thể lên nhóm của mình. Nhóm của mình thì mình đã để cái phần bình luận với phần mô tả rồi. Ok, sút xa luôn. Và bây giờ thì cái việc cày vàng thì nó cũng khá là khó anh em ạ. Cho nên là một số anh em vào cứ kỳ kèo nhưng mà mất công. Thật sự là cái công mình làm không bỏ ra anh em ạ. Nên là mình đã tính hết rồi. Nên là anh em cái giá đấy nó rất là hợp lý với anh em rồi. À còn anh em nào bán ạc á thì anh em phải lưu ý là phải bán cả Facebook nhá. Bán cả Facebook thì anh em nào phải có muốn bán ấy, thì nói chung là phải nghĩ đến việc bán Facebook. Có sao không? Nếu mà sao thì anh em mình nghĩ là anh em không nên bán. Việc đi rồi. Như vậy là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc sau pha phát bóng này. Và chúng ta sẽ chơi hiệp thứ hai anh em nhé. Ok, hiệp thi đấu thứ hai và mình sẽ không thay người. Sẽ đá luôn đội hình này. Nếu mà điều kiện cho phép thì thời gian tới đây khi thi xong thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ livestream trên kênh này để quay một số, nói chung là trò chuyện với anh em, hoặc là chúng ta sẽ đá online. Nói chung là đấy là nếu mà có điều kiện thôi. Nếu mà anh em ủng hộ thì mình cũng sẽ làm anh em ạ. Kéo dây sút. Ôi, penalty rồi. Như vậy là chấn thương ở dây sút của mình luôn. Thẻ đỏ. Ok, mình sẽ thay người nhá. Thay dây sút. Bắt buộc phải thay thôi vì cầu thủ chấn thương nặng rồi. Dây sút mình sẽ thay bằng Firmino nhá. Firmino cũng là một cầu thủ đang thiếu rất là hay. Ôi trời, đá rất là phế. Một pha xử lý hơi công cành của Gabriel Jesus. Mình định đá nhẹ nhưng mà chỉnh hơi quá tay một chút.
Nếu mà anh em sử dụng đội hình này đá online thì không cần phải bàn cãi gì nữa, quá là phê luôn. Thì trên kênh này thì mình sẽ đa dạng hóa chủ đề anh em nhé. Đấy, đa dạng hóa chủ đề nên là cho anh em biết chủ đề nào hay thì anh em hãy comment bên dưới để mình làm. Hoặc là mình sẽ làm một số thử thách về game này. Đấy, một số thử thách ở trong game. Ví dụ là hay là hướng dẫn kỹ thuật anh em ạ. Đấy, thì mình sẽ cố gắng làm đầy đủ cho anh em xem. Chúng ta có thể là vui vẻ mỗi tối khi xem kênh của mình. Neymar, chú sai anh em nhé. Ui, thấy mạnh rồi. Mình nghĩ là cái đấy chỉ cần là 1/4 lực là được rồi. Và đây chỉ cần hơn 1/4 lực một chút là được rồi. Alexandro, đối thủ là bạn quá yếu nên là mình người ta cũng chả biết là mình một pha nào cả. Đấy, có một pha này này, nhưng mà cầu thủ đội mình rất là nhanh. Đấy, Firmino, Neymar, thoải mái dứt điểm luôn. Một pha dứt điểm mà gấp bóng nhưng mà rất tiếc đã đá vào cầu thủ của mình, việt vị rồi. Phun lực nhá anh em nha. Uầy, rất là đáng tiếc thì một pha sút xa luôn của Neymar. Và rất là rất tốt đấy, anh em xem lại nhá. Cắn nhẹ lực một chút là được rồi. Ok, phút thi đấu thứ 89 và tỷ số đang là 4-0 nghiêng về đội mình. Một trận đấu đá lại dễ dàng, không gặp một khó khăn nào cả anh em ạ. Có lẽ là trận đấu này phải ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng mà mình không tận dụng cơ hội, mình chỉ sút xa thôi. 5-0 cho tròn chính anh em nhé. Đi bàn nhé. Ôi, thủ thành được bạn nhanh quá. Có lẽ trận đấu nó sẽ kết thúc với tỷ số 4-0. Như vậy 4-0 quá đủ cho một chiến thắng của mình rồi. Ok, thì đây video của mình cũng xin kết thúc nhé. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Ngoài ra đừng quên cho mình những góp ý và những cái ý tưởng mới ở kênh này. Từ đây mình bye bye anh em. Chúc anh em xem video của mình. We'll be right back.